Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế II. Cùng dự lễ khởi công có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khánh thành từ năm 2014 là cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ở bệnh viện công lập. Tận dụng thế mạnh của Bệnh viện Trung ương Huế và bề dày 130 năm kinh nghiệm, nhân lực y tế chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, cơ sở đào tạo và thực hành chuyên nghiệp, các nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn gắn liền với triển khai kỹ thuật cao, Bệnh viện Trung ương Huế đã phát triển cân bằng giữa chất lượng dịch vụ cao cấp với lĩnh vực mũi nhọn, đạt tỷ lệ cao về sự hài lòng của người bệnh với thương hiệu cả nước. Bệnh viện đã tạo ra mô hình mới trong khám chữa bệnh, mô hình đầu tư công thành công của nhà nước trong lĩnh vực y tế. Dự án Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế II có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng phần xây dựng và gần 100 tỷ đồng phần trang thiết bị y tế. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 21.000 m2 với đầy đủ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Công trình gồm các phòng mổ hybrid, hệ thống xét nghiệm full automation, hệ thống chuẩn đoán hình ảnh hoàn chỉnh PACS, LIS, HIS, kết hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Tiến độ từ khi khởi công xây dựng hoàn thành dự kiến là 700 ngày. Thừa Thiên Huế cần phát huy tiềm năng thế mạnh riêng có, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành đô thị di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường, là một trung tâm của miền Trung và cả nước về văn hóa du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố Huế. Thừa Thiên Huế có vị trí chiến lược quan trọng thuộc khu vực vùng biển ven biển Trung Bộ với 128 km chiều dài bờ biển, tiếp cận với ngư trường Biển Đông, sở hữu lợi thế kết nối giao thương hàng hải giữa ba miền Bắc, Trung, Nam, là cửa ngõ thông thương ra biển của tuyến hành lang xuyên Á Đông Tây qua Bắc Thái Lan, Nam Lào, miền Trung Việt Nam. Huế được biết đến là cố đô lịch sử, thành phố di sản thế giới, thành phố festival của Việt Nam, thành phố văn hóa du lịch ASEAN, lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới suốt hàng thế kỷ, gần 1.000 di tích lịch sử, có 5 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, đặc biệt là hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bản sắc, nét đẹp văn hóa đặc trưng, đậm chất con người Huế, người dân hiền hòa, tinh tế, chân thành, hiếu khách. Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu đóng góp sâu sát cho quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các quy hoạch của tỉnh đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá phát triển, phương án phát triển, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới. Quy hoạch tỉnh đã mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian phát triển mới cho Thừa Thiên Huế trong bức tranh chung của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tới đây, tỉnh Thừa Thiên Huế cần ưu tiên phát triển 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế, 3 động lực tăng trưởng, 5 khâu đột phá phát triển. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng truyền thống, đột phá vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người, tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế, thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi. Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải phổ biến, quán triệt quy hoạch sâu rộng hơn bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu, nắm rõ, từ đó ủng hộ quy hoạch, làm theo quy hoạch, giám sát việc thực hiện quy hoạch. Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ, ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải thực hiện có hiệu quả, thực chất, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển để Thừa Thiên Huế sớm thành thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, trung tâm kinh tế biển mạnh, trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải Trung Bộ và cả nước. Tại hội nghị, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư, văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án cho đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, đổi mới phương thức phân bổ ngân sách dựa trên kết quả hoạt động và điều kiện thực tiễn,
áp dụng phương thức nhà nước đặt hàng, hoàn thiện các gói dịch vụ y tế cơ bản để giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở thực hiện, chi trả theo hướng khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe dân cư tại cộng đồng, tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm, hoàn thiện giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế. Nghiên cứu tiếp tục tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của nhân dân, từng bước mở rộng danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả phù hợp với mức đóng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin cho biết năm học 2024-2025, đơn vị thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản. Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản, bao gồm các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, xuất bản năm đầu tiên, theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Cụ thể đối với sách giáo khoa tái bản gồm các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước. Trong đó, giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Đối với sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Giá sách giáo khoa các lớp đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành thủ tục kê khai với Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính theo đúng quy định. Bộ Nội vụ có văn bản góp ý tán thành đề xuất nghỉ 5 ngày liên tục dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra. Tối ngày mùng 5 tháng 4, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo đó, Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc, nghỉ từ 29 tháng 4 làm bù sang một ngày khác. Bộ Nội vụ cũng thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng do Bộ Lao động Thương binh Xã hội chuẩn bị. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức liên quan và người dân. Cơ quan đề xuất lý giải việc hoán đổi như trên sẽ kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ngoài lấy ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lấy ý kiến về nội dung hoán đổi ngày làm việc này với 14 bộ ngành khác. Thông tin từ Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã có gần 36.000 người đi làm việc tại nước ngoài. Năm 2024, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đặt chỉ tiêu đưa khoảng 125.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cục Quản lý Lao động ngoài nước cũng cho biết, Cục đang xúc tiến đàm phán với một số nước châu Âu như Đức, Hy Lạp, Ba Lan, Hungary, Romania và Israel, Canada để đưa lao động có tay nghề đi làm việc. Tuy nhiên, việc này cần thời gian tiếp xúc cấp cao, trao đổi đàm phán, ký hiệp định ghi nhớ. Tính riêng trong tháng 3 năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 12.700 người, trong đó trên 4.200 lao động nữ. Dẫn đầu vẫn là Nhật Bản với gần 6.300 lao động, tiếp sau là Đài Loan, Trung Quốc với khoảng 5.500 người, Hàn Quốc gần 300 lao động, Trung Quốc gần 170 người. Như vậy, trong quý 1 năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là xấp xỉ 36.000 lao động, trong đó khoảng 11.500 người là nữ, đạt gần 29% so với kế hoạch cả năm. Tiếp theo chương trình, dự báo tín dụng tăng trưởng 3,8% trong quý 2. Hạn hán khốc liệt tại nhiều địa phương. Thưa quý vị, vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa công bố điều tra xu hướng kinh doanh quý 2 năm 2024 đối với các tổ chức tín dụng. Theo dự báo này, tín dụng tăng trưởng trong quý 2 sẽ đạt 3,8%. Các ngân hàng dự báo mặt bằng lãi suất huy động cho vay trong quý 2 năm 2024 và trong năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong quý 2 năm 2024 và tăng 13,6% cho năm 2024, điều chỉnh giảm 0,6% so với mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước.
Ngoài ra, kết quả điều tra cũng cho thấy các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý 2 năm 2024. Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý 1 năm 2024 chưa được như nhận định và kỳ vọng của các tổ chức tín dụng tại kỳ điều tra trước. Các tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý 2 năm 2024, nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024. Trong năm 2024, 86,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023. Bên cạnh đó, vẫn có 10,1% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Tin tức từ Tổng cục Hải quan. Hiện nay Việt Nam đang xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép với lượng xuất khẩu ước chiếm 10% của thế giới. Hiện giày dép Việt có mặt trên 150 thị trường như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh. Có căn cứ xếp hạng này vì mới chỉ trong 2 tháng của năm 2024, xuất khẩu giày dép các loại đã thu về hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Ngoài ra, điểm sáng của ngành giày dép là các thị trường xuất khẩu chính đều tăng nhập khẩu với mức tăng trưởng trên 10%. Xuất khẩu giày dép của Việt Nam được dự báo có mức tăng trưởng 10 đến 12% năm trong giai đoạn 2022-2026. Báo cáo thị trường bất động sản quý 1 năm 2024 của bấtđộngsản.com.vn vừa công bố cho thấy, hiện nay giá giao bán chung cư tại Hà Nội đã tiệm cận thành phố Hồ Chí Minh. Quý 1 chung cư ở thủ đô có mức giá trung bình 46 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá ở thành phố Hồ Chí Minh là 48 triệu đồng một mét vuông. Trong 2 tháng đầu năm nay, giá giao bán trung bình của chung cư ở Hà Nội tăng đến 17% so với cùng kỳ năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết xuất khẩu gạo Việt Nam tăng 40% về giá trị và tăng 12% về lượng trong 3 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo tiếp tục khởi sắc khi nguồn cung dồi dào và liên tục thắng các gói thầu lớn. Cụ thể, cơ quan thu mua nhà nước Bulog Indonesia vừa công bố thông báo mở thầu quốc tế lần 3 trong năm 2024 để mua vào 300.000 tấn gạo 5% tấm. Việt Nam đã thắng 108.000 tấn gạo tại gói thầu này. Giá cà phê những ngày qua liên tục ghi nhận tăng giá tại các thủ phủ lớn của nước ta. Ghi nhận tại các địa phương Đắk Nông và Đắk Lắk là 103.000 đồng một kg, Gia Lai và Kon Tum là 102.800 đồng một kg. Mức giá này tăng bình quân khoảng 1.000 đồng một kg so với ngày trước đó. Thưa quý vị, hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đang bước vào cao điểm mùa khô, kết hợp với xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài đã khiến cho các địa phương rơi vào tình trạng hạn hán tại nhiều hồ đập. Bình Thuận đang bước vào cao điểm mùa khô. Nhiều địa phương phía Nam của tỉnh đối diện với tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều hồ đập thủy lợi, sông suối trên địa bàn đã cạn trơ đáy. 960 hectare cây trồng bị thiếu nước tưới, khô héo, ảnh hưởng đến năng suất. Theo thống kê mới nhất từ đầu tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh Bình Thuận đã có 41 xã, phường, thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt. Lượng nước tại các hồ thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ còn 115 trên 363 triệu mét khối, đạt 31% thiết kế. Nếu tình trạng nắng nóng hạn hán tiếp tục kéo dài, thì nguồn nước cho cây trồng, vật nuôi, sinh hoạt của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Tỉnh Hậu Giang đang bước vào cao điểm mùa khô hạn và thiếu nước mặt cao nhất trong mùa khô năm nay. Cơ quan chức năng dự báo từ nay đến 15 tháng 4, nguồn nước trên sông Hậu chảy vào các sông, kênh rạch trên địa bàn thiếu hụt khoảng 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Từ ngày 3 đến 15 tháng 4, lượng nước mặt sông Hậu chảy vào tỉnh Hậu Giang được dự báo là không đủ so với nhu cầu sử dụng nước, đặc biệt là nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang khuyến cáo nước mặn ảnh hưởng theo thủy triều biển Tây qua sông Cái Lớn và kênh Chắc Băng lên nhanh và ở mức cao. Thời gian mặn xuất hiện cao nhất trong ngày từ 8 đến 11 giờ và 15 giờ đến 19 giờ. Khuyến cáo người dân Hậu Giang cần tích trữ nước phục vụ sản xuất và áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm cho cây trồng. Tối ngày 5 tháng 4, đồn biên phòng Lăng Cô, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy rừng ngay trong đêm tại huyện Phú Lộc. Ngay khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Lăng Cô đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện để đến hiện trường. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đến 21 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng. Các lực lượng vẫn đang triển khai khống chế dứt điểm và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cháy rừng là do người dân đốt lớp thực bì vô ý gây ra. Đi,
Thưa quý vị, tỉnh Phú Yên hiện có 1.120 hộ gia đình được hỗ trợ bình chữa cháy bằng nguồn lực xã hội hóa. Cùng với đó, người dân còn được trang bị các công cụ phá rỡ để cứu hộ, thoát hiểm như là xà beng, kìm cộng lực, búa rìu và tập huấn kỹ năng phòng chống. Đây là điều kiện cơ bản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy nổ, nhất là tại khu vực nông thôn miền núi, người dân vẫn còn thói quen dùng lửa củi để đun nấu. Bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu, hàng nghìn người dân ở khu vực nông thôn, miền núi của tỉnh Phú Yên đã được tham gia các buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy do công an tỉnh tổ chức. Nhiều người dân lần đầu tham gia còn khá bỡ ngỡ, nhưng đều có chung tâm trạng phấn khởi vì chủ động được việc phòng cháy, chữa cháy ngay tại gia đình mình và khu dân cư. Được trang bị phòng bình chữa cháy, rồi được nghe cái kiến thức về hướng dẫn về cái cách phòng cháy, chữa cháy của Đảng và Nhà nước đến với người dân là một việc làm hết sức là thiết thực và đáp ứng được cái mong muốn của người dân. Các lực lượng chức năng còn tận dụng mạng xã hội Facebook, Zalo hay phần mềm ứng dụng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời tuyên truyền các kỹ năng, thông tin, thông điệp tới với người dân, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Trang bị ít nhất mỗi hộ gia đình một cái bình chữa cháy. Thì đây là một cái hoạt động rất có ý nghĩa nhằm thực hiện cái phương châm bốn tại chỗ. Đó là phương tiện trong dân, lực lượng trong dân, chủ huy trong dân và hậu cần trong dân. Tại các khu dân cư, đặc biệt là nông thôn, miền núi, luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Để công tác phòng chống được hiệu quả, phải xuất phát từ chính ý thức của người dân. Các gia đình nên chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ khi thiết kế, xây dựng nhà ở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố hỏa hoạn xảy ra. Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, xây dựng lộ trình quy định để đưa mô hình kinh tế xanh vào thực tiễn, trong đó có chính sách nổi bật là quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất EPR. Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải thải ra môi trường, và Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thực thi yêu cầu này. EPR khuyến khích việc quản lý vật liệu theo phương thức tuần hoàn, trong đó các sản phẩm, bao bì thải bỏ được thu hồi, tái chế, tái sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới thay vì được đưa đến các bãi chôn lấp. Năm 2022, thu gom tái chế được hơn 3.000 tấn bao bì các loại. Năm 2023 thì được gần 14.000 tấn. Và năm nay, năm 2024, với cái việc thực thi EPR thì cho đến hiện tại dự kiến là chúng tôi sẽ thu gom và tái chế hơn 70.000 tấn bao bì các loại. Khi mà EPR trở thành một cái gì giống như thói quen và trở thành một cái đầu vào của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tôi nghĩ là họ sẽ quen. Thì mới áp dụng thì chắc chắn sẽ có những cái tăng về chi phí, tăng về đầu tư. Nhưng mà khi mà áp dụng được tốt thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề tốt cho xã hội, đặc biệt là cho môi trường. Tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm dầu nhớt, pin, ắc quy, xăm lốp và các loại bao bì thương mại phải thực hiện tái chế hoặc đóng phí hỗ trợ hoạt động tái chế chất thải. Nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nhà sản xuất nhập khẩu phương tiện giao thông, ô tô, xe máy thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo luật thì cái chính sách này phải đi vào có hiệu lực đối với cái mảng thu gom và tái chế từ đầu năm 2024. Thế tuy nhiên là với cái việc mà chậm ban hành các cái văn bản hướng dẫn thì tôi cho rằng là cũng cần xem xét đến một cái sự thử nghiệm hoặc một cái lộ trình trong năm nay. Chính sách mới tạo nên những cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ trách nhiệm cũng như gánh nặng mà chất thải đặt lên cộng đồng nơi họ sản xuất kinh doanh, và cũng nhằm mục đích đạt được phát triển bền vững trong mô hình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thực hiện EPR cũng sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đối tác, từ đó có cơ hội tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Thú y Việt Nam và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao khi phát hiện chủng virus AH5N1 tái tổ hợp trên gà và ngan thông qua giám sát chủ động tại Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch,
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nguồn lực, sự tham gia của các sở ngành, bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung cấp thức ăn gia cầm an toàn, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và sản phẩm gia cầm. Từ đầu năm đến nay đã có 6 tỉnh bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp cùng các địa phương và người chăn nuôi đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ đàn gia cầm và sức khỏe người dân. Gia đình anh Cường ở xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ hiện đang nuôi trên 10.000 con gà. Nuôi gà nhiều năm nên anh có kinh nghiệm phòng chống dịch cho đàn gia cầm. Theo anh Cường, khi thời tiết giao mùa, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào chuồng trại là rất cao, đặc biệt là dịch cúm gia cầm H5N1. Khi dịch đã xuất hiện thì rất khó dập, do đó anh đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống cúm gia cầm theo khuyến cáo của cơ quan thú y. Tháng 4, tháng 5, cái thời điểm giao mùa thì cái nguy cơ dịch bệnh, thì đặc biệt là dịch cúm gia cầm thì rất cao. Nên là chúng tôi phải phòng thường xuyên là phòng bệnh, dịch bệnh, tiêm phòng, khử khuẩn, tăng cường về sức đề kháng như bổ sung vitamin, thuốc bổ, tăng sức đề kháng cho con vật nuôi nó được khỏe mạnh. Huyện Phú Ninh hiện có gần 12.000 hộ chăn nuôi gia cầm với tổng đàn gần 1,1 triệu con. Trước diễn biến của tình hình dịch cúm gia cầm H5N1, trạm chăn nuôi và thú y huyện cùng với các xã tuyên truyền, cung cấp vật tư, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống để ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn. Trong thời gian tới, thì trạm chăn nuôi thú y chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là đối với lại dịch bệnh cúm gia cầm, đồng thời sẽ phối hợp với lại các đơn vị chức năng, các cơ quan liên quan để giám sát hoạt động vận chuyển, giết mổ gia cầm, buôn bán gia cầm với mục đích để giảm cái nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện chưa có dịch cúm gia cầm H5N1. Việc cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sẽ hạn chế được thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.